ลา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 โอ้ทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายHello and Ajinomoto Hello xin chào chú bánh chanh áo màu hồng bd hôm nay con ghé ủng hộ chú nè lâu lắm rồi con mấy nay ghé quán của chú á hôm nay chú lấy cho con ly nước chanh nhớ là đừng có chua nha chú con không thích uống chua đâu với lại lấy cho con gọi là mời mời mình các bạn với lại lấy cho con đó là ly thanh long không có hạt nha rồi con đợi đây nè rồi chú làm lẹ lẹ để con đi nha chú xin chào tất cả các bạn nha lâu lắm rồi mới trở lại với chú Tip World đó các bạn ơi wow mà bây giờ mình mới vô đây mình mới thấy nha là chú Tip World bây giờ á đã gọi là cập nhật rất đẹp luôn các bạn nhìn cái cây sau lưng của mình kìa trời ơi nhìn nó đẹp ghê luôn các bạn wow mà trong đây hiện tại bây giờ vẫn còn Noel nha các bạn ơi mình không ngờ là ăn Noel lớn thiệt chứ ăn từ gọi là từ ngày này qua tháng nọ mà vẫn chưa hết Noel không biết là xong chưa nữa xong rồi hả cảm ơn chú nha để con uống á lâu lắm rồi mình mới uống nước chanh của chú bạn để mình uống thử một miếng nha ủa kỳ vậy ta sao chú ơi chú cho con hỏi nè sao chú bán gì kỳ vậy bán nước chanh mà không có chua gì hết là sao uống nước chanh là phải chua chứ ông đang biểu hiện cái gì bạn ơi ông giơ hai tay lên là sao các bạn ơi chú bán nước chanh không có chua gì hết thôi không lấy đâu ông trả tiền luôn đi luôn wow không ngờ trong đây các bạn đây bạn nào muốn quà không bạn nào muốn quà không ghé vô đây mình phát quà cho mà quà này chỉ là quà phát ke các bạn ơi chỉ để trang trí thôi chứ không có cái gì trong đó hết á wow trong đây có cây thông đẹp bạn để bạn nhìn cái cây này nè wow rồi ngày hôm nay mình gọi là hạ vô thứ thiệp quân này không phải là để mình đúng là gọi là hạ cho người ta bây giờ là gọi là các bạn thấy không hậu quả tới ngay đi tìm những bí mật ở trong thứ thiệp quân đã các bạn kêu mình là vô đây tìm những cái bí mật đi rất là hay rồi vậy thì ngày hôm nay mình sẽ tìm thôi và bạn nào biết được những bí mật gì ở trong thứ thiệp quân này á bình luận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết nha rồi bây giờ là chúng ta bắt đầu ê dừng lại tí đi ông già Noel ơi các bạn nhìn ở trên trời mình không biết cái này có phải là bí mật không nhưng mà trong bản cập nhật gọi là Noel này thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ ơi xuống chúng ta sẽ gọi là thấy được xe tuần lộc của ông già Noel bay trên trời nha các bạn coi như đó là một cái bí mật đầu tiên ở trong thứ thiệp vừa nha rồi bây giờ là tiếp theo nè cái bí mật tiếp theo mà mình muốn cho các bạn biết nó nằm ở đâu ta nó nằm ở đây các bạn ấy mình sẽ đưa các bạn tới đó nha trời ơi quăng cái xe chi bây giờ chạy bộ nè các bạn thấy không chỗ đó đó cái chỗ mà đang phát sáng đó thì mình sẽ gọi là tìm coi là cái bí mật ở đây coi là có hay không nha cái này thì mình cũng không phải là mình tìm được đâu mình cũng coi trên mạng thôi nhưng mà mình đang muốn kiểm chứng coi là thật sự những bí mật đó có thiệt hay không nhiều khi người ta phát ke các bạn cho nên là chúng ta cứ bình tĩnh vô coi trước cái đó bạn ơi đây mình thấy ở trên mạng người ta làm như vậy nè đấy để mình tấp tấp vô đây đó người ta đứng ngay cái chỗ các bạn lưu ý nha cái địa điểm ngay đây nha các bạn nhìn bản đồ nè người ta đứng ngay ở đây người ta nhảy vô các bạn nhìn kìa nguyên một con cuốn khổng lồ luôn nhưng mà cái này chỉ là cái con gấu bông thôi các bạn mà mình vô không được nè các bạn nó không cho mình vô nè bạn thấy nó gọi là nó vô duyên không đây để mình xích lên trên miếng coi nó cho mình vô không đấy rồi cho tôi vô không cho mình vô bạn thôi mình đứng đây mình nhìn thôi là được rồi các bạn ơi đây các bạn đứng đây các bạn có thể thấy nè đây chính là một cái con gấu bông khổng lồ được chưa ngay vị trí này nha các bạn làm giống như vậy là được rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ đi lại ngay gần ở đây cũng có một cái nè đâu rồi để mình xem coi nó nằm ở đâu đây đằng đây nè các bạn đây các bạn nhìn thấy mấy cục đá này không đó các bạn lưu ý với mấy cục đá này nha rồi các bạn chạy xung quanh cái cục đá này cho mình các bạn tìm đúng ngay cái chỗ này cho mình ở đây có một cái gọi là món đồ bí mật mình không biết cái này là của ai tạo ra nha các bạn mình không biết là cái này là của ai để ở đây nhưng mà bây giờ á mình sẽ cho các bạn coi đây các bạn thấy không các bạn thấy gì đen đó không các bạn nhìn cái các bạn tưởng cái đó là cái gì đúng không nhưng mà không đâu đó là một món vũ khí đó các bạn nhìn nè một cây súng khổng lồ luôn các bạn và mình không biết cái này là của gọi là người của con người hay là của người ngoài hành tinh nữa bạn nó rất là bự các bạn nó cực kỳ bự luôn đây mình sẽ cho các bạn coi đây mình đứng ở sau đứng nè nó bự hơn mình nữa các bạn thấy không ấy bự cực kỳ bự luôn cho nên là mình không biết là cái này của ai các bạn có thể bình luận bên dưới nha hiện tại bây giờ là mình đang ở đây bây giờ mình sẽ tìm địa điểm tiếp theo mình tới đây địa điểm này rồi bây giờ là cái bí mật thứ ba nha các bạn nãy giờ là hai cái bí mật rồi đó ấy mình cứ đi tới chỗ đó rồi cho các bạn coi mình đang muốn kiểm chứng coi là những cái bí mật này thật sự có thiệt hay không nè rồi bây giờ mình đang chạy qua cái gì đây một cái mỏm cái này núi bạn núi đấy bây giờ mình leo lên trên kia các bạn thấy không gần ở đây luôn nên là mình đi lẹ lắm mình đi xe nó là nhanh lắm các bạn rồi bây giờ là leo lên núi nào
gọi xe pha ke rồi. Gặp cái xe pha ke rồi các bạn ơi, nó không có leo lên núi nổi. Buồn thiệt chứ, thôi không cần leo lên cái núi này đâu các bạn, mà chúng ta chỉ cần đi tới đây thôi. Đây, đây, đi tới đây nè. Đấy, đây. Các bạn sẽ thấy điều tuyệt vời ở đây. Các bạn sẽ thấy một cái điều tuyệt vời ở đây. Bây giờ mình dừng ở đây nha, Các bạn thấy cái bụi cây này không? Cái bụi cây đang rung rinh nè. Gió đang thổi rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, đẹp ghê. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bụi cây này. Wow! Đứng ở đây coi. Nhảy lên được không? Nhảy lên này, đứng các bạn. Wow! Các bạn nhìn kìa. Đây cho các bạn coi nè. Trời ơi! Một cái cây rìu khổng lồ luôn các bạn. Bự ghê chưa? Quá trời bự luôn các bạn. Các bạn biết cây rìu này của ai không? À, cái này là bạn nào mà chơi Two Ship World các bạn sẽ biết nha. Đây chính là cây rìu của tên nhân vật là Chad gì đó, Cha gì đó các bạn. Đó, nhân vật này thì người ta chưa có mở khóa cho tụi mình để mình gọi là lấy. Nhưng mà cái rìu này là chắc chắn của nhân vật đó luôn. Wow, nó bự. Nó bự khủng khiếp. Các bạn nhìn nè. Trời ơi, nó bự. Mình đứng lên đây được luôn nha các bạn. Nó không phải là hàng hoa ke đâu, nó là hàng rìu các bạn ơi. Nó hàng rìu ấy. Các bạn cứ tải về các bạn sẽ thấy. Trời ơi, nó bự kìa. Các bạn thấy chưa? Đấy, đó là cái gọi là thứ ba, bí mật thứ ba. Ông nhà Noel, hello! Ông nhà Noel phát quà cho con. Ui, thải quà xuống đi các bạn. Lấm lên, chụp lẽ. Ui, nó mất tiêu rồi. Trời ơi. Quà pha ke không có lụm được. Trời à. Rồi không sao các bạn thấy không? Ông nhà Noel nè. Hello, xin chào. Ui, anh này mới chào mình nè các bạn. Hello. Ui, bộ râu màu hồng đẹp trai nha. Hello. Rồi, đó, các bạn thấy không? Những người trong đây người ta rất là hòa đồng, mày rất là tốt. Rồi, các bạn còn nhớ cái chỗ này không? À, các bạn còn nhớ cái chỗ này không? Đây chính là cái chỗ mà xuất hiện cái thanh niên gọi là Cha hồi nãy đó. Wow, ấy là lụm tiền, xí lụm 2.000 nè, 5.000, úi 10.000 luôn, xí lụm nha. Nhận được cú rơi là tạm thời bỏ túi nha. Rồi, đây thanh niên này bây giờ các bạn thấy nè, cây rìu của thanh niên này đang cầm nè các bạn thấy không? Chính là cây rìu này, và đặc biệt là cái thanh niên này bây giờ mình không biết. Lần trước mình gặp là thanh niên này đang đứng im, mà lần này mình gặp thì thanh niên này đang gọi là nhìn cái gì ở xa xa đằng kia các bạn ơi. Các bạn thấy không? Kìa thanh niên này nè, đó đang nhìn các bạn thấy không? Đó đang nhìn xa xa gì các bạn ơi? Đó, mình thấy là nhìn đằng ngọn núi đằng kia, không biết là có gì hay không nữa. Thôi bây giờ là chúng ta đi tiếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tới cái địa điểm tiếp theo mà có cái bí mật gọi là Hạ Kinh Thiên Động Địa nè các bạn. Đâu rồi, từ từ bình tĩnh. Đâu rồi, đây, ngay chỗ này các bạn ơi, ngay chỗ này nè các bạn. Đấy, các bạn thấy mình đi xuyên qua cái chỗ này chưa? Mình đi xuyên qua cái núi luôn nè. Đây, mình làm lại cho các bạn coi nè. Làm như một lần nữa thôi nha. Đấy, bây giờ là các bạn nhìn này nha, mình chạy ra xa tí. Rồi, quay đầu. Đó, xe nhảy luôn các bạn. Đây chính là ngọn núi này, ngọn núi trên bản đồ nè các bạn. Đây ngọn núi khổng lồ này nè. Đó, các bạn tới ngọn núi này nha. Rồi các bạn tìm ngay cái chỗ này, nó có một cái khe, một cái khe rất là nhỏ thôi. Các bạn chỉ cần lấy cái xe nhỏ vậy các bạn vô được. Đấy, cái khe này nè, các bạn thấy cái khe không? Đó, nó hở ra nè. Bây giờ mình chui vô. Cái bí mật này mình phải nói là nó phải gọi là kinh động luôn các bạn. Mình không thể tin được. Đây chính là bí mật nè. Đó chính là trong đây có cái cầu thang nè. Các bạn thấy không? Trong đây có cái cầu thang nè. Đùa thôi. Ở cái này cầu thang này cũng là mới nha các bạn. Nhưng mà cái này không phải là gọi là bí mật, gọi là hạ kinh động gì ghê đâu. Mà đằng đây chính là chỗ này. Các bạn thấy không? Đây là một cái gì đó. Để mình đứng lại. Đấy, để xe đây nha. Đây chiếc xe đạp màu hồng 5 tấn của mình. Rồi bây giờ các bạn thấy chỗ này không? Nó có những cái chỗ mà gọi là không thể tin được là trong cái núi này lại có mấy cái này luôn các bạn. Các bạn nhìn nè. Và đặc biệt nha. Ten. Các bạn thấy gì chưa? Đây mình lấy điện thoại ra rồi mình selfie với gọi lại đây. Đó. Đấy các bạn nhìn này nha. Đây, mình sẽ zoom lại cho bạn coi nè. Đấy. Người ngoài hành tinh các bạn à. Mình không thể tin được là có người ngoài hành tinh luôn. Mà đặc biệt nha, mình có thể gọi là hả cầm người ngoài hành tinh lên luôn nè. Đây. Đó. Thấy gì chưa? Các bạn thấy gì chưa? Đem người ngoài hành tinh ra ngoài luôn bạn. Đem người ngoài hành tinh đi tới chỗ đó bạn. Ui, người ngoài hành tinh. Ổng ma thì các bạn à. Mình không thể tin được là mình gọi là gặp được người ngoài hành tinh ở đây các bạn. Đấy, lần trước là chúng ta chỉ thấy gọi là mấy cái gì thôi. Nhưng mà bây giờ là chúng ta gọi là thấy được người ngoài hành tinh thật sự luôn. Đó. Bởi vậy mà tại sao mình thắc mắc một điều nè. Tại sao người ngoài hành tinh không xuất hiện ở trong gọi là khu vực 51, area 51 á, mà lại xuất hiện ở trong thành phố là sao? À, có khi cái chỗ hồi nãy á, cái núi bạn là cái chỗ mà gọi là chôn những cái người gọi là người ngoài hành tinh các bạn. À, chỗ đó kiểu như là người hành tinh này gọi là ngẫm rồi, cho nên là người ta đem gọi là chôn ở đó. Rồi bây giờ là các bạn thấy cái chỗ mình không? Các bạn chỗ mình đang sáng nè các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ đem người ngoài hành tinh tới đây để chúng ta tiếp tục tìm thêm một cái nữa bạn. Đấy, bây giờ mình lên đây nè. Các bạn thấy cái tháp này không? Cái tháp này rất là cao các bạn thấy không? À, bây giờ mình sẽ để tạm người ngoài hành tinh ở đây đi. Nằm ở đây nghỉ ngơi tí nha.
Đấy, cao gom, đây là cái tháp đồng hồ các bạn. Các bạn phải lưu ý nha, các bạn phải đi tìm xung quanh cái tháp đồng hồ này để xem coi có hiện tượng gì lạ không. Nếu mà có hiện tượng gì mà lạ, là các bạn sẽ làm liền. What? Người ngoài hành tinh khổng lồ, người ngoài hành tinh tí hon. Trời, các bạn nhìn nè. Bự ghê chưa? Này tí hon các bạn. Đây, tí hon nè. Tí hon với lại gọi là hạ khổng lồ. Bây giờ làm sao ta? Quăng lên trời. Rồi, đã mất tiêu rồi. Đây, 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 đây. Đây. Các bạn có thể nhìn nè, đây mình leo lên, đây mình leo lên. Đấy. Các bạn thấy không? Đây là người... Ui, cử động kìa. Cử động kìa bạn. What? Đây là người khổng lồ, gọi là người ngoài hành tinh khổng lồ đó bạn. Các bạn thấy không? Đang cử động nè. Oh no. Còn đây là người ngoài hành tinh tí hon đó bạn. Các bạn thấy gì chưa? Khổng lồ nè các bạn. Mà sao cử động nha các bạn. Không có giống như người ngoài hành tinh kia nha. Là người hành tinh này có cử động được. Vậy là người hành tinh này đây vẫn còn tồn tại các bạn ơi. Đây, còn người hành tinh này là ngẫm rồi. Đây, giống như là hai cha con đang nằm kế nhau. Rồi. Và đó là những cái bí mật đó, đặc biệt ở trong đây. Nhưng mình còn một cái bí mật còn đặc biệt hơn như vậy nữa. Nhưng mà phải đợi trời tối mới xuất hiện các bạn. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta đợi trời tối và chúng ta sẽ tìm cái bí mật cuối cùng trong ngày hôm nay nha. Ở ngoài trời bắt đầu tối rồi các bạn. Để mình lên xe mình đi tìm một nhân vật gọi là bí mật ở trong đây luôn. Các bạn biết ai không? Đó chính là người bà quen thuộc chúng ta, bà ngoại Randy các bạn. Đấy. Bây giờ là mình sẽ đi xung quanh để mình tìm coi là bà ngoại Randy có xuất hiện ở trong đây hay không. Mình nghe các bạn nói là có xuất hiện luôn các bạn à. Ảo thật ấy, mình không tin đâu. Mình chắc chắn là không tin đâu. Nhưng mà thôi mình làm theo các bạn coi coi có thiệt hay không. Để các bạn nói là sao anh không tin, trong khi gọi là hả có mà. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cho các bạn coi nè. Để mình nhìn coi coi. Ôi ôi. Ôi, ai đang tới mình vậy? Ôi, biến mất rồi. Ôi, rõ ràng hồi nãy mình thấy hình như có ai trước mặt mình. What? Đằng sau lưng của mình là bà ngoại Randy các bạn. Không đùa đâu bà ngoại Randy các bạn. Ui, thôi chạy đúng rồi vừa qua rồi thoát rồi để mình quay lại mình xem coi bà ngoại Randy đâu. Kìa phải không? Phải ngoại Randy không? Ui, đúng rồi. Chạy không đùa nha. Vô thành phố cho nên an toàn các bạn. Đây, trốn vô thành phố. Đây, hello, ê, ăn chậm, bớt người ta, ăn chậm, bà Randy bắt nó, ăn chậm nè, bà Randy ơi. Ủa nó bắt chậm tiêu rồi. Ui, khoan nha, từ nha. Kìa, ăn chậm kìa, giết ăn chậm, bắt nó. Mình thấy nó ăn chậm rõ ràng luôn các bạn. Bắt nó, chạy kìa, có xe buýt nữa chứ. Ôi, what, cái xe này điên à. Trời, xe nó hút mình rồi các bạn ơi, ăn chậm. Nhưng lại, khoan từ từ, bà Randy đâu. Ôi. Ôi, bà Randy kìa. Wow, chạy, bắt chậm lại. Kìa, nó ăn chậm kìa, thằng chậm nè, mày. Đây. Ăn chậm nè, bà Randy bắt nó. Bà Randy không bắt nó các bạn, các bạn nhìn mà, bà Randy nè, các bạn. Ảo thực đấy, ơi. Thôi, bà ơi. Đừng, bà ơi, tha cho con. Rồi, ui, ở đây có tượng nữa bạn ơi, ở đây có cái tượng nữa. Đùa nhau chắc. Rồi, bây giờ đánh nhau với bà Randy luôn, đúng rồi. Bà Randy có cây gậy, con cũng có cây gậy nè. Bà Randy cầm cây gậy bóng chạy bạn. Mình cũng có gậy bóng chạy. Ôi trời, xe nó hút bà Randy mà bà Randy không sao bạn. Xe hút luôn rồi. Xe lũi vô tường rồi. Đánh nhau. Cha. What? Bị bắt rồi các bạn ơi. Đó các bạn không? Trời tối các bạn, bà Randy xuất hiện liền. Lại. Chú bán con ly nước chanh. Cho con ly nước chanh chú ơi. Bà Randy dí con kia. Trời. Bà Randy đằng sau kia. Why? Em. Ôi. Kìa bà Randy kìa. Bà Randy kìa. Bây giờ là có gì không? Có gì đấy. À đúng rồi. Con có tiền. Bà Randy tha cho con. Đừng. Không được rồi bạn ơi. Không có tác dụng với bà Randy rồi. Bây giờ mình còn có gì đâu. Mình hết rồi. À đúng rồi. Mình còn chế men. Yeah. Nổ đi. Bùm. Yeah, tiêu diệt được bà Randy rồi các bạn ơi, mừng quá. Đi con xe này mới ngầu nè, con xe trong siêu thị, xe đẩy siêu thị các bạn. Rồi, lẹ. Ui, nhanh. Ui, con xe này có nitro nữa bạn ơi, ảo thật ấy, nitro luôn mà. Đà. Xuống, lên đi con xe mini này. Nhanh. Win. Đây, bây giờ mình sẽ vô, mình tìm người ngoài hành tinh các bạn đây. Các bạn lấy được con xe mini này, các bạn tới đây nè, các bạn chui đó cũng được nha các bạn. Đấy, nói chung là có nhiều cách để các bạn chui vô cái này lắm. Mà bây giờ là, ủa đâu ta? Ủa đâu rồi? Ồ! Nó đóng lại rồi, không cho vô nữa. Hình như là do mình lấy người ngoài hành tinh ra nên nó đóng lại hay sao ấy. Rồi bà Randy đâu?
ở đây sau lưng mình kìa. Nè. Win. Đây mình sẽ cho anh bà Renny nè. In. Bà giết được con không? Đố bà bắt được con. Bà bắt được mình thiệt các bạn ơi.